dạo trong lúc mà hình. Trời ơi, cái xe này có hợp với tôi không vậy? Thôi để mình đẩy bộ đi ra một chút đi. Đó, quý vị các bạn nắm rõ chưa? Và luật chơi là 5 câu hỏi như vậy, và quý vị các bạn có tới 3 cứ có tới 3 quyền trợ giúp. Quyền trợ giúp thứ nhất là quý vị các bạn có thể gọi điện thoại cho người thân của mình để tìm đáp án. Đó, lựa chọn thứ hai đó là quý vị các bạn có thể bất kỳ một người nào chung quanh mình, một khách vãng lai để nhờ cho mình đáp án. Và cái thứ ba là cái đáp án, cái quyền trợ giúp thứ ba là chắc chắn thắng, đó là Colorman sẽ là người hỗ trợ cho các bạn câu trả lời chính xác. Và chỉ với một điều kiện, đó là các bạn phải thực hiện cái thử thách của Colorman. Làm thế nào? Dạ, chào các anh. Cần Thơ gạo trắng nước trong, ai đi đến đó lòng không muốn về. Chà, cái này chắc tôi phải làm một tập tiếng rao đây quá. Thấy chưa bà, quý vị các bạn thấy mình lẹ không? Đó. Cứ ở đâu có đồ ăn là ở đó có Colorman vậy thôi. Được. Xin đừng hỏi tôi câu nào hết. Chụp hình luôn. Bà thứ mấy bà? Thứ 12, tên là 8. Tôi kêu bà 8 không à? Dạ, kêu bà 8 hả? Ồ, bà là thứ 2 mà tên là 8. Ừ. Rồi, vậy là kêu bà 28. Không, tôi kêu bà 8 không. Ở đây nhà bà hay bà thuê chỗ cho bà? Ủa, nhà cuốn mình xong bởi nó qua đây bán đây chứ đâu có dạ. Đâu. Dạ. Thì nó mà hai con ơi. Ồ, oh, ồ, oh. Bà không có con gáo vậy đó hả? Nhóc có chơi mà nó nghe cái mẹ nó ở. Đi mặn hồ, đồ không. Dạ. Rồi, bà 8. Ờ, có con giáo vô, bà 8 nói là nhóc hết trơn, nhưng mà nó nghèo thấy mẹ luôn. Dạ rồi, thôi, nhiêu trái cho bà? 10 con. Dạ? 10 ngàn hả bà? Rồi. Thôi bà lấy con 10 trái đi. Bằng trái ăn liền. À, lấy hành không vậy? Dạ. Dạ không cần có hành. Không. Dạ. Rồi, có cái nào con lấy trước nha, con sơ trước nha. Sơ đi. Rồi. Rồi bà tám lấy bắp nướng, bà tám bán. Mình đi lấy ngoài chợ hay là mình ở nhà mình có kia tôi đem đợi. Dạ. Bắp nướng, chuối nướng, trời ngon quá. Chuối đồ khoai nữa, trời ơi. Xỉu luôn. Đó, chuối nướng. Đấy. Chuối này bán sao bà? 5 trái 10. 5 trái 10 hả? Thôi lấy con 5 trái, vậy thôi con lấy 9 trái bắp, 5 trái chuối đi. Ừ. Nha. Bỏ bọc hả chị? À mở gì đó? Bọc 9 không? 9 trái bắp. Dạ có chứ. Để chị lấy bọc nha. Ồ, ui dạ nóng quá. Mẹ nóng gì lắm mới nướng mà. Trời ơi, chịu chịu, trời ơi, đã quá ngon quá. Mới nướng mới đem lại đó. Ồ, đã. Mới đem lại cái sạc đó. Bà hai hôm nay bảy mấy tuổi? 71 tuổi. Tăng mẹ. 71 tuổi Tây hay tuổi ta? Đúng mình dạ. Nữa, mẹ tham gia dạ. Đến giờ. Vậy là tuổi ta là 72. Dạ, con còn tận hơn gì đi. Ủa? Dạ. Ngọt, lấy con sao chẳng 100 ngàn rồi. Dạ. 8 trái cũng được, cho một chuối. Ừ. Giờ cho con thử một trái, cho con trái ăn thử. Không, à lấy nóng rồi kìa. Nóng đây nè, nhóc đây. Nóng đây đó, nóng đó. À, Rồi rồi. Cái này ngon nè. Rồi, chuối nướng nè, ngon chưa?
để cho con tám trái bắp, 20 ngàn chuối rồi. Trời, chuối nướng ngon quá à. Thật sự luôn, lần đầu tiên mình ăn chuối nướng này đó. Bình thường mình ăn cái chuối mà ép ra không à, bữa nay mình ăn cái trái chuối mà nguyên trái nè. Ở trong cái ruột đó nè, bên ngoài thì nó cứng cứng, nó giòn giòn, nó khô khô, nhưng bên trong, bên trong nó ngọt ơi là ngọt luôn. Ha bà hả? Chính xác. Rồi ăn này chắc tôi ghiền thiệt luôn á nha, chứ không phải giỡn đâu nha. Chút chắc. Cái chai ba biên tập nãy giờ chắc đi kiếm mình mệt mỏi luôn. Nãy giờ ai mở hàng chưa bà hả? Có mở hàng không? Tạm chào tôi mở hàng luôn. Lấy ăn không tính tiền nha, thêm dạ. Luôn. Rồi lấy ăn không tính tiền luôn, dễ thương không? Ồ, ồ. Đó, đó người miền Tây vậy đó. Chịu không chịu thôi. Cái bánh này là mình cũng mua luôn hay bà làm? Làm hết đó. Bà làm hả? Ừ. Ồ. Dạ đây, nhớ xin số bà nè. Lát các bạn nào xin số bà để coi bữa nào làm cho bà một tập tiếng rau đây nè. Để riêng đi, để lấy cái bọc nó nè. Dạ. Ngon quá. Rồi. Rồi. Đây mấy trái. Đây mấy trái. Không biết mấy trái nữa, bà đếm ngon. Đếm gì coi. Rồi. Nè, đếm ơn đi. Đếm ơn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rồi, đúng rồi. Nhưng trái ăn chín hả? Dạ, trái ăn chín. Vô 101, rồi. 101, rồi, chơi luôn. Ừ, bắp ngon quá. Được, bánh này bánh khoai mì không mà. Khoai mì ngon lắm, ở nhà mà. Hãy thử 10 ngàn thôi, đừng nhiều. Thử luôn. Thử đi, sao đâu đi, để cho nóng nha. Cái trà còn 10 phút nữa ghi hình rồi. Ăn viền luôn cái gì bỏ mày vô chung chưa? Chào con. Trời ơi cái xe nó nặng nó nghiêng rồi. Chào con. Rồi ăn thử luôn. Thử đi. Thử không? Chuối về ăn bánh mì, ăn, ăn khoai mì nữa. Đây bánh khoai mì ở chính tay bà Hai làm. Bà Tám chứ. Đôi khi em chảy nước miếng hết rồi. Xin lỗi các bạn. Rồi tổng cộng là 120 hả bà? Rồi. Ăn vừa vừa chứ ăn ăn quá lát chạy không nổi á, tức bụng á. Xin số bà Hai nha, mày làm tiếng ra cho bà Hai nha. Ấy da, cắn mỏ luôn. Ta có nhiều người hả dạ đang xem 3.000 khán giả đang theo chương trình, trời ơi, đã vậy. Dạ cũng thưa quý bà con cô bác, bây giờ chắc mình phải di chuyển xuống địa điểm quay hình để không các bạn nó sợ. Dạ con gửi tiền bà. Vô xin số điện thoại bà đi, nhanh lên. Dạ. Chờ gì nữa? Có biết số điện thoại đâu vô mấy chữ mà. Vậy giờ sao? Ừ, vô mấy chữ. Vậy làm sao liên lạc với bà? Con làm cho bà một tập chương trình tiếng rau kiếm tiền. Không có chữ. Hả? Thì không có chữ mà không có chữ nổi nữa. Chết chà. Vậy làm sao? Có số nhà ha. Số nhà hả? Ừ. Chết chà. Chứ đâu có số điện thoại.
sợ mấy đứa nó có gì đâu đó. Ăn chuối không? Very ngon. Ngon lắm, ngon lắm. Đây vô đây nè, cho chuối nè. Có chuối, có bắp. Đây là nga xoài chua và Hoàng Anh đó. Ăn thử đi, ngon vô địch. Lần đầu tiên anh ăn á. Ăn đi, ăn ngon lắm. Đó, tiếng rau 33 năm rồi kìa. Là bà bên trong. Rồi làm sao tìm, bà nói bà không biết chữ. Thích cha. Nói có con cái mà nó nghèo thấy mẹ luôn. Con với thằng Hồ không nhận bà. Xin làm cho bà một chương trình, một tập tiếng rau. Dạ. Thôi nhờ chị đi, xin nhờ số với chị, chị có gì liên lạc giùm. Rồi thôi, hành quân. Hắn coi chừng rớt mất cái chết luôn á. Rồi giờ lên xe nào go. Ủa lên xe quên trả tiền. Thôi để trả, để trả. Rồi dạ thôi con lì xì ba luôn á nha. Rồi cho bà ha. Rồi có gì tụi con liên lạc với bà để làm cho bà một chương trình nha. Kiếm ít tiền xài dưỡng vàng nha. Lên xe. Ôi có chiếc xe đạp này lợi hại quá. Chạy một tay điều khiển xe, một tay gặm bắp. Chạy được chưa? Rồi vô. Chạy tới đi, giờ tới nhanh nhanh, anh chạy mạnh đó mà nè. Phát, chạy nhanh lên. Trời tôi chạy lẹ lắm. Không biết bạn mình đang đâu hay nó bỏ mình luôn à. Rồi, kia rồi, ladies and gentlemen. Rồi gặp 500 anh em Cần Thơ đâu ra chơi game nè, chơi game lấy ta là mang tiền về nè. Rồi đừng ai chôm bịt bắp của tôi nha. Hồi mát quá, ra đây mát là rượu liền. Thôi nhận tiền thưởng từ chương trình chưa? Dạ đây có ai muốn chơi game show quà tặng bất ngờ không bà con? Chưa chơi hả? Dạ. Ồ thấy ở đây có vẻ bà con có vẻ hơi chủ đứng quan sát là chính không à? Dạ. Dạ rồi trước khi chương trình được bắt đầu thì xin được phổ biến nhẹ với bà con cô bác game show quà tặng bất ngờ là gì nha. Dạ. Cái game show này rất là đơn giản và đây là một cái chương trình truyền hình phát sóng trên đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, HTV7. Đó. Chứ không phải là một cái chương trình mà mình chỉ quay chơi rồi YouTube luôn nha, nó vừa phát sóng trên HTV7 nữa. Luật chơi của chương trình rất là đơn giản. Chỉ có chúng ta có 5 câu hỏi. Bà con nào trả lời câu hỏi thứ nhất chính xác 500.000. Câu hỏi thứ hai 1 triệu. Câu thứ ba 2 triệu. Câu thứ tư 5 triệu và câu cuối cùng, câu thứ năm là 10 triệu. Dạ, 10 triệu móc xỉa liền luôn. Dạ. Đó. Dạ, tiền tươi luôn. Dạ.
đó, bà con cô bác đừng có lo comment hết tiền nha. À, túi nhiều tiền lắm, nói với lát đừng ai móc túi tôi chết luôn á. Không biết sao cái quần nó tuột qua, nó ăn mấy mới con trái bắp mà nó... Dạ nặng quá đó. Rồi bà con cô bác nào muốn chơi đầu tiên nè, giơ tay lên nè, ưu tiên nè. Rồi ok bạn phải không, rồi ưu tiên luôn. Rồi và bây giờ thì chương trình xin được phép bắt đầu. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình quà. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình quà tặng bất ngờ. Chương trình quà tặng bất ngờ do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Color Entertainment thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng Colorman Foodmark. Chương trình quà tặng bất ngờ được phát sóng vào lúc 20 giờ 25 phút tối thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Và kính thưa quý vị các bạn, không để cho quý vị các bạn chờ đợi lâu nữa. Bây giờ thì Colorman xin được phổ biến với quý tất cả quý vị các bạn đang xem chương trình qua màn ảnh nhỏ cũng như là quý bà con cô bác Cần Thơ đang có mặt tại công viên Bến Ninh Kiều này. Luật chơi của chương trình rất là đơn giản, quà tặng bất ngờ là một cái game show vô cùng đơn giản do Colorman và đội ngũ sáng tạo nghĩ ra. Luật chơi rất là đơn giản, bạn những người tham gia chỉ cần trả lời 5 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất nếu bạn vượt qua giải thưởng là 500.000. Câu hỏi thứ hai nếu bạn vượt qua giải thưởng là 1 triệu. Câu hỏi thứ ba các bạn vượt qua giải thưởng là 2 triệu. Câu hỏi thứ tư các bạn vượt qua giải thưởng là 5 triệu. Và câu hỏi cuối cùng giải thưởng cao nhất là 10 triệu đồng. Và 10 triệu đồng sẽ được trao tặng ngay tại nơi này, ngay trực tiếp tại đây luôn. Kính thưa quý vị các bạn. Và với những người tham gia thì chúng ta 5 câu hỏi giải thưởng lớn như vậy, giải thưởng đơn giản như vậy. Nhưng quý vị các bạn còn được thêm 3 quyền trợ giúp. Có nghĩa là ngay từ câu đầu tiên thôi quý vị các bạn cũng đã có thể dùng quyền trợ giúp. Mặc dù câu đầu tiên rất dễ. Câu đầu tiên dễ như thế nào chút xíu nữa mình sẽ bắt đầu. Có 3 quyền trợ giúp. Thứ nhất là quý vị các bạn có thể tìm đáp án trong cái khu vực này bằng cách hỏi bạn nào ở đây giúp cho tôi câu trả lời chính xác. Quyền trợ giúp thứ hai là quý vị các bạn có thể gọi về nhà cho một nhà thông thái nào đó ở nhà mình, ví dụ vợ mình, chồng mình, hay là người yêu của mình, hay là ba mẹ, hay là chú bác gì đó của mình đó. Và cái quyền trợ giúp thứ ba là cái quyền trợ giúp mà bảo chứng chắc chắn là sẽ đáp án chính xác. Đó là quyền trợ giúp từ Colorman. Quý vị các bạn rất là đơn giản thôi, mình có thể chọn một trong 3 quyền trợ giúp và yêu cầu Colorman là rồi, vậy tôi nhờ Colorman giúp giùm tôi. Vậy thì rất đơn giản. Các bạn chỉ cần thực hiện một thử thách mà do ban tổ chức đặt ra. Thử thách rất là bá đạo nhưng mà vui là chính chứ cũng không khó gì lắm đâu. Nhưng mà nếu khi mình không thực hiện được thì mình cũng mất quyền luôn. Rồi, dạ quý vị các bạn đã hiểu luật chơi chưa ạ? Bà con hiểu chưa ạ? Rồi hiểu nó lớn lớn chút xíu đi. Rồi. Dạ bà con hiểu luật chơi chưa? Anh gì áo trắng này đó. Rồi. Rồi anh sẵn sàng chưa? Rồi sẵn sàng rồi phải không? Rồi và bây giờ mình xin được chào đón người chơi đầu tiên của chương trình quà tặng bất ngờ ngày hôm nay 6 tháng 3 năm 2021 tại Cần Thơ. Dạ xin mời anh. Rồi mấy con người mẫu đâu ra dẫn người chơi vô. Ồ dạ đây. Rồi xin chào mọi người. Chào anh. Rồi anh có áo thun đẹp quá. Hy vọng là lát sau chương trình anh tặng mình cái áo làm lưu niệm luôn nha. Dạ. Rồi ok. Ok. Và quý vị các bạn thân mến, có một số cái điều mà mình cũng tin phổ biến với quý vị các bạn là trong quá trình mà mình tham gia chương trình đó thì quý vị các bạn khi mà muốn dùng quyền trợ giúp thì quý vị các bạn có thể chỉ cần một cái khẩu lệnh rất là đơn giản thôi. Dạ. Xin quyền là quyền trợ giúp, xin được sử dụng quyền trợ giúp hết. Vậy thôi, rất đơn giản. Rồi. Và mỗi câu hỏi thì chúng ta sẽ có 60 giây để trả lời. Trong vòng 60 giây ngoài kia ban tổ chức sẽ bấm giờ. Dạ. Rồi. Anh sẵn sàng rồi ha? Dạ, em sẵn sàng. Rồi bây giờ bạn vui lòng giới thiệu tên tuổi rồi nghề nghiệp của bạn, bạn công tác ở đâu hay là dạ, như dạ. Em là Vũ Minh Cường. Hiện tại đang sống ở thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ủa? Ủa không liên quan gì hết trơn. Em nghề tài xế. À rồi. Đang chạy xe đăng đậu đó. Dạ. Rồi. Vũ Minh Cường hả? Mạnh Cường. À đây là bạn Vũ Mạnh Cường. Mình thấy bạn ở đây nhưng mà cuối cùng bạn không phải là người Cần Thơ mình. Và bạn là đến từ Bà Rịa Vũng Tàu được và khách. Đưa khách xuống đây. Dạ. Rồi.
Nhưng mà anh tin chắc là nếu mà bạn là tài xế thì chắc chắn là bạn sẽ cũng đi lại rất nhiều lần rồi đúng không? Dạ. Bạn xuống Cần Thơ cũng thường xuyên đúng không? Dạ. Vậy là bạn có tự tin là bạn sẽ trả lời được những câu hỏi. Bởi vì chương trình quà tặng bất ngờ là hướng đến những câu hỏi nó không có gì quá khó. Dạ. Nhưng mà nó dính, nó liên quan tới địa phương. Dạ. Rất là nhiều. Hầu hết các câu hỏi, 99% là liên quan tới địa phương. Dạ. Đó. Cho nên là bạn Mạnh Cường có vẻ sẽ rất khó khăn bởi vì bạn không phải địa phương ở đây. Nhưng mà lỡ rồi thôi, bạn đã là bạn là coi như là chuột bạch, bạn lên hy sinh rồi thì mình mời bạn bắt đầu tham gia nha. Dạ, ok. Rồi. Dạ, quý vị các bạn trong tràng pháo tay ủng hộ anh Mạnh Cường nha. Rồi, câu thứ nhất như sau. Câu dễ đi, câu dễ. Đang nghĩ cái câu nào dễ nhất á. Rồi câu thứ nhất nha. Chúng ta đang đứng tại vị trí này. Dạ. Ở cái công viên này. Rồi vậy thì ở đây cái công viên này có cái tên là gì? Thời gian 60 giây bắt đầu. Dạ, đa bao rồi. Bến Ninh Kiều. Dạ. Ok. Rồi. Thông qua. Rồi, câu thứ nhất xem như là bạn Mạnh Cường đã trả lời chính xác. Dạ. Bà con cô bác rồi chúc mừng anh đi. Rồi anh coi như là câu thứ nhất. Là người đầu tiên cho mình cũng dễ dãi nha. Nhưng mà bà con cô bác vui lòng đừng nhắc nha. Bà con cô bác nhắc là xem như là cái câu trả lời. Coi như là câu trả lời sẽ không hiệu lực. Rồi. Rồi, đã có 500 ngàn. Dạ, chắc mọi người đang cơm gà. Dạ, nếu vậy thì anh nên dừng cuộc chơi tại đây. Vì câu thứ hai chưa chắc anh sẽ chiến thắng. Dạ. Dành chơi tiếp không? Từ sau cả nhà ơi. Chơi luôn. Chơi luôn. Giờ câu thứ hai. Mình muốn kiếm tiền mời cả nhà đi cơm gà. Không đủ đâu. Cơm gà mắc quá ta. Trung bình một dĩa cơm gà tối thiểu. Cái gì? Cái gì? Số 7 nó không có liên quan tới Cần Thơ nhiều quá. Thôi. Rồi như vậy là bạn anh Mạnh Cường tài xế đến từ Bà Rịa Vũng Tàu đã trả lời được câu đầu tiên, quá dễ. Mình đang đứng ở đâu, công viên này là công viên gì, đây là công viên Bến Ninh Kiều. Hết. Đúng không anh? Rồi. Rồi câu thứ hai, như vậy là anh đã nhận được 500 ngàn lần đầu tiên của chương trình. Bây giờ câu thứ hai. Tiếp tục. Anh đậu xe bên kia đường đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi. Câu thứ hai như sau. Cái con đường phía bên kia đó dọc theo cái công viên này, công viên Bến Ninh Kiều này nó có tên là đường gì? Dạ bà con cô bác giúp giùm đừng nhắc nha. Dạ. Đường Dạ không được sử dụng điện thoại nha. Không được sờ Google nha. Mới vừa tức thì xong rồi. Rồi đó, thế giờ đậu xe bên kia đường mà không để ý trên đường làm sao? Dạ bà con cô bác đừng nhắc nha. Sáu mươi giây còn bao nhiêu giây? 30 giây. Còn 30 giây, anh phải anh đáng anh nhớ đi, đừng và anh còn anh có ba quyền trợ giúp. Dạ. Anh còn ba quyền trợ giúp. Rồi trợ giúp rồi, anh nhờ một người nào mình giúp đỡ. Rồi anh cứ chọn một người nào, có ai có thể giúp đỡ cho anh Cường được không? Không, anh nhờ một ai, anh nhờ một người nào đi. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Dạ rồi, anh tên gì anh? Em là Lộc anh. Tên gì? Lộc. Lộc ha. Rồi. Không, đề nghị là rồi, như vậy là anh Cường đã sử dụng quyền trợ giúp thứ nhất là từ anh Lực. Con đường phía trước mặt, con đường phía bên tay phải của mình mà ngay cập ngay sát công viên Bến Ninh Kiều, đó chính là con đường Hai Bà Trưng. Rồi dù sao đi nữa cũng chúc mừng anh đã vượt qua câu thứ hai, 1 triệu đồng. Và xin em có nhớ mà dạ, thấy nó rung rung dạ quá, xin nhắc lại với anh là nếu anh tiếp tục quay ra ngoài và anh không có tìm tự anh suy nghĩ trả lời thì lập tức anh bị loại. Bà con đồng ý không ạ? Dạ, ok. Và nếu như mình nghe ở bên ngoài một bà con nào đọc mà đáp án nhắc ảnh là coi như ảnh bị loại luôn. Đó. Đó, ai muốn hại anh cứ hại luôn giùm nha con comment nha. Rồi. Rồi, như vậy là anh Mạnh Cường đã vượt qua. Đã vượt qua câu hỏi thứ hai với giải thưởng là 1 triệu đồng và xin được gửi một phần quà tặng cho anh Lực đã giúp cho anh Cường hoàn thành cái câu vừa rồi. Rồi. Dạ rồi thôi.
Dạ anh có cần bận công chuyện gì anh đi luôn nha. Bánh kẹo mà tại dạ. Tham gia rồi. Dạ. Tham gia phải không? Chờ chút xíu, lát chút xíu chờ mời anh tham gia luôn. Chơi thoải mái đi. Dạ, dạ. Chủ yếu là vui mà, dạ, đúng không? Dạ. Thắng thua đâu thành quan trọng, nhưng mà mình về tập trung nè. Dạ, đừng có ngó qua ngó lại gì hết. Ở đây là có nhiều người ta muốn thế cái chỗ mình lắm, phải không? Người ta muốn lấy cái giải thưởng của anh lắm. Dạ. Cho nên người ta sẽ cho anh những đáp án không có chính xác. Anh đừng có nghe họ. Dạ, dạ. Phải có chính kiến. Rồi anh bắt đầu chơi tiếp câu thứ ba hay là anh muốn dừng lại? Thôi em chơi tiếp câu thứ ba. Chơi luôn đi. Rồi. Dạ, chơi đi. Rồi. Mới khi được về Cần Thơ. Mà đúng rồi. Gặp anh. Cũng là một mùa thanh không bộ. Rồi anh sẵn sàng chưa? Câu thứ ba như vậy là anh đã sử dụng hết một quyền trợ giúp rồi. Dạ. Anh còn hai quyền trợ giúp nữa. Nhớ khi mà mình thấy mình bí một cái là lập tức mình chuyển mình nói xin quyền trợ giúp. Dạ. Không. Dạ. Okay. Được chưa? Dạ. Đừng có quan tâm gì hết, mình sẽ có quyền trợ giúp mà. Dạ, dạ. Đó. Còn một quyền trợ giúp nữa là tức là anh có thể điện thoại về cho người thân. Dạ. Hoặc là anh có thể nhờ Coleman giúp anh. Dạ. Đáp án chính xác luôn. Dạ. Okay. Rất đơn giản. Dạ. Rồi câu thứ ba. Câu này cũng rất dễ. Tại đồng bằng sông Cửu Long thì có bao nhiêu tỉnh có tên là có huyện Châu Thành, xin lỗi. Câu thứ ba, ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long có bao nhiêu tỉnh có huyện Châu Thành? 60 giây bắt đầu. Đó, thấy không? Tài xế chắc chắn là phải trả lời được câu này. Bao nhiêu giây? 8 tỉnh. Theo anh Mạnh Cường thì sẽ có 8 tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long. 9 tỉnh với anh. 9 tỉnh. Châu Thành. Sorry. Ok. Anh đã rồi, chắc chắn chưa? Anh còn hai quyền trợ giúp, anh đừng anh phải suy nghĩ cho kỹ. Còn bao nhiêu giây ba tổ chức? 30 giây. Em dơ ra ngoài cho anh nhớ dù 2 3 4 5 để cái gì anh nói. Dơ lắm mà mắt nó đâu tay sập giờ. Không ai giờ. Không không, nó đang đồng hồ. Rồi, còn bao nhiêu giây? Rồi, như vậy theo anh là 8 huyện hay là 9 huyện có cái tên là Châu Thành? 9 huyện. Anh chắc chắn với đáp án này không? Không cần trợ giúp luôn. Chắc em phải trợ giúp quá. Còn 15 giây. Em trợ giúp anh cố đồng anh. Không tự tin. Mà thật sự cũng không biết giờ 8 hay 9 nữa. Dạ. Rồi. Em đang rồi. Bần hai đó. Rồi. Còn 2 giây. Rồi, anh đã quyết định quyền trợ giúp. Rồi, anh xin quyền trợ giúp. Và quyền trợ giúp đến từ Coleman. Rồi, rất là dễ thôi. Coleman sẽ giúp anh với một điều kiện là anh phải thử thách. Dạ. Thực hiện một cái thử thách của ban tổ chức chương trình đưa ra. Đúng không? Rồi. Rồi, anh đã rất sẵn sàng. Ban tổ chức ơi, chuẩn bị cái thử thách nào mà nó hiền hiền á, nó nhẹ nhẹ, nó dễ thương á. Mình còn một quyền trợ giúp nữa. Đó, anh chuẩn bị, anh nghĩ trong đầu anh đi trong lúc chờ đợi ban tổ chức chuẩn bị cái thử thách kế tiếp thì anh chờ đợi xem là bây giờ là ai trong nhà mình là người sẽ rất thuận là thông thái nhất. Rồi, thử thách hả? Rồi. Rồi trong tay trên tay của Galaman là một cái phong bì trong đó có ghi thử thách. Rồi anh bây giờ thì đây là thử thách dành cho anh Mạnh Cường để nhận được đáp án chính xác từ Coleman. Cưỡi thảm thần. Trời ơi, tôi cũng biết thử thách này ai nghĩ ra luôn. Đây là hai chiếc thảm thần kỳ mà chương trình quà tặng bất ngờ gửi đến cho cả Coleman và người chơi. Cả hai chỉ cần ngồi lên chiếc thảm vừa đi vừa di chuyển vừa đọc thần chú. Thảm ơi bay nhanh nào để tiến thẳng đến mật thư ngay trước mặt. Trời ơi, lưu ý không được sử dụng tay để di chuyển. Chân và mông phải luôn đặt trên thảm nhé. Trời ơi đi kiểu gì trời. Đổi thử thách được không? Và nếu như để cho Coleman giành lấy mật thư trước thì anh Mạnh Cường phải chịu hình phạt khủng khiếp để có được đáp án cho câu hỏi này đó nha. Vì vậy hãy cố lên thôi nào. Khổ lắm, đâu có dễ. Không được sử dụng tay để di chuyển. Được. Cái này nó hết sao đi ta? Chơi băng keo vô đây nè. Đâu? Giờ đổi đi, này này đi được nè. Cái này đi được nè. Đó. Nó đi cái quần luôn à. Rồi đổi nè. Fair play đó bà con. Ủa sao có nghe tiếng vô micro vậy trơn vậy? Cái quần mình nó trơn quá. Không. Rồi ok đó. Rồi trở lại. Ok. Cái quần nó trơn quá. Không. Cái quần nó dính nó đi đâu. Rồi tốt. Ok. Rồi. Dạ. Mời anh. Rồi. Không có đi. Thôi ráng đi. Không đi là mất tiền. Vậy thôi. Không dùng đây đúng không? Không dùng đây. Thôi bây giờ chưa từ. Bây giờ là cái điểm đến là ở đâu nè? Bây giờ chắc
đó, điểm đến ngay trước mặt đó. Coi như nếu anh mà tới trước đó là coi như anh nhận được 2 triệu. Mà nếu anh không tới trước đó là như anh mất cái quyền. Quần nó chơi quá. Không phải. Lý do là anh... Thưa quý vị các bạn, lý do là anh Mạnh Cường không di chuyển được là vì cái mông ảnh nó... Nó không có cái độ... không có độ bám. Đâu có đi đâu. Đó. Những ai mà tham gia cái thử thách này là nếu mà mông to đó là sẽ đi rất nhanh. Rồi ok. Rồi rồi rồi, quay trở lại đi anh rồi. Đừng mất sức, mất sức, mất sức. Được rồi. Nhưng mà nó không lại quá, thi quá. Rồi. Đó, những ai mà thưa quý vị bạn, những ai mà có phao câu to sẽ là lợi thế trong cái thử thách này. Rồi bắt đầu chưa? Rồi, được chưa? Rồi. Bạn đồ chơi đi, bạn đồ chơi, đứng ở ngoài đếm đi. Bắt đầu. Ồ, hít thở, hít thở. Hít thở, hít thở. Không dùng đây. Lấy được bằng thơ. Cái này là anh Lô Lâm Anh nhường rồi. Đúng rồi, đây là nhường. Không biết sao em giờ đi, nó đi cái quần luôn rồi. Rồi thôi, đúng giờ chúng ta mới lên, cảm ơn. Đề nghị ban tổ chức chúng ta là đừng có đưa cái thử thách này vô trong đây nha. Rồi. Trời ơi, cái thử thách gì nó khó quá trời, thảm thần. Rồi, cảm ơn anh Nhật đạo cụ. Rồi, bây giờ thì anh Mạnh Cường sẽ đọc cái đáp án chính xác của câu thứ 3. Dạ, có 9 tỉnh. Dạ, đó. Trời ơi, nãy anh nói xém trúng rồi mà anh bị cơ man hù. Ở mình hù, mình tạo áp lực cho anh, cái cuối cùng anh hoảng quá, anh không dám, anh mất tự tin luôn. Dạ rồi, tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long có tất cả là 9 tỉnh. Có huyện Châu Thành. Hồi nãy anh nói 8 hoặc 9, 8 hoặc 9, 8 hoặc 9, đưa anh cái bạn đây. Rồi mình xin bổ sung một chút xíu kiến thức cho ở cái câu thứ 3 này. Những tỉnh tại đồng bằng sông Cửu Long có huyện Châu Thành. Thứ nhất là tỉnh Long An, thứ hai tỉnh Tiền Giang, thứ ba là Bến Tre, thứ tư là Đồng Tháp, thứ năm là Hậu Giang, thứ sáu là Kiên Giang, thứ bảy là Sóc Trăng, thứ 8 là Trà Vinh và thứ 9 cuối cùng là An Giang. Trời ơi. Rồi dù sao đi nữa, cũng xin chúc mừng anh Mạnh Cường là người chơi đầu tiên nhưng mà đã tạo được một không khí rất là vui cho chương trình. Và chúc mừng anh đã vượt qua câu hỏi thứ 3, 2 triệu đồng. Bây giờ câu hỏi thứ 4 là 5 triệu đồng và anh vẫn còn một quyền trợ giúp nữa. Anh đi tiếp hay là dừng lại? Tiếp đi không? Tiếp đi đúng không? Chơi là chơi tới cùng. Thôi bà con cổ vũ cho anh. Tùy mình rồi. Rồi anh, em có thể gọi điện trước cho người thân. Suy nghĩ đi, suy nghĩ. 5 triệu còn không là anh sẽ ra về không phải tay không mà ra về với một món quà của Colorman. Đó là 2 bình nước mắm. Rồi. Và anh cũng nhớ nha là anh hoàn toàn có quyền trả lời. Dạ. Không, đang kiếm câu dễ. Đang kiếm tranh cái câu dễ nhất luôn á. Dạ rồi. Lùng quá ta. Theo như quý bà con của bác là mình nên tìm một câu thật dễ để cho ảnh mở hàng hả? Có tiền đúng không? Rồi ok. Rồi vậy thôi, mình sẽ lựa cho anh một cái câu rất là dễ luôn. Mà nếu mà anh không trả lời được là mình thua. Được chưa? Rồi. Rồi câu thứ 4 của anh rất đơn giản luôn. Đó, tại vì ảnh là người ngoại tỉnh chứ ảnh không phải ở đây. Cho nên là mình sẽ hỏi anh một cái câu rất là đơn giản. Rồi. Phía sau lưng chúng ta là cây cầu đi bộ. Nãy anh có đi lên đó chưa? Chưa hả? Rồi vậy thì hỏi anh câu đó luôn. Rồi vậy là biết rồi đó. Biết rồi bạn. Cầu đi bộ còn có tên gọi là cây cầu gì? Cây cầu đi bộ còn có tên là cầu 60 giây bắt đầu. 60 giây bắt đầu. Rồi trợ giúp. Trợ giúp không? Đúng không?
Rồi câu này không được, không được. Em mới đầu em mới trả lời là câu T như là không được, không được đó. Dạ, đó dạ. Thì chính vì các bạn ở ngoài các bạn đã vi phạm luật chơi cho nên là anh sẽ phải chuyển qua câu khác. Rồi xin lỗi anh. Hợp lý. Lúc đầu em mới trả lời là câu tình yêu rồi mà. Chưa. Xong rồi bắt đầu không, em phải nhìn vô đây, em nhìn vô đây đừng nghe nữa. Đó. Câu quá đơn giản. Câu sau sẽ dễ hơn. Ok. Rồi bây giờ là câu thứ tư. Rồi. Đúng rồi, mất tiền của anh ta. Rồi. Có 60 giây thôi, nhanh lắm bà con, lúc đó là bà con sẽ giúp được. Rồi. À, Cần Thơ có mấy chợ nổi? 60 giây bắt đầu. Nha bà con nhớ cố gắng, chỉ cần một tiếng của bà con nhắc một cái là coi như. Cần Thơ. Em còn một quyền trợ giúp đừng quên. Cần Thơ có mấy chợ nổi? Đúng rồi, Cần Thơ là quá đơn giản. Cho em trợ giúp một cái đi. Em không. Cho em xin trợ giúp. Rồi, nhưng okay. Mà hình như là có hai chợ nổi. Cái răng với lại hình như cứ hình như hoài. Hồi nãy hết hình như 8 rồi, hình như 9 rồi, gọi điện về nhà. Rồi. Em xin phép về cho. Rồi anh mở loa ngoài mình đi, mở loa ngoài lên cho bà con. Em. Alo. Em ơi, Cần Thơ mình có mấy chợ nổi em? Hai chợ nổi đúng không? Ừ, Cần Thơ có mấy chợ nổi? Chắc cũ chưa? Anh cũng nghĩ là hai chợ nổi rồi đó, mà anh một cái răng cái gì thì... Tên là gì luôn? Câu thứ tư mà phải hỏi là... hai chợ nổi và đúng rồi, được chính xác em. Ừ. Thì bây giờ trả lời cho anh chứ. Sắp hết giờ. Chứ không phải hết giờ. Còn 10 giây. Rồi ok. Rồi em trả lời. Rồi. Cảm ơn em nhiều nha. Rồi. Mai về uống phê. Rồi. Mai về uống phê. Tự tin quá vậy ta. Cái răng và chợ nổi Phong Điền. Chính xác bà con. Rồi coi như là xin chúc mừng bạn Mạnh Cường đã rất hợp lý. Rất hợp lý mặc dù là bạn sử dụng hết 3 quyền trợ giúp. 4 câu mà sử dụng tới 3 quyền trợ giúp. Nhưng vẫn được nhận giải thưởng của chương trình. Rồi cảm ơn Mạnh Cường đã đến với chương trình. Rồi, em cảm ơn, dù sao đi nữa thứ nhất là công ty Điền Quân và hôm nay được vinh dự được gặp anh Coleman. Dạ rồi, quý vị các bạn thân mến. Rồi mời ban tổ chức lên trao tặng giải thưởng cho. À quên. Dạ thôi em dừng lại, em dắt mọi người đi ăn cơm giờ tới giờ. Tới giờ rồi. Còn một câu. Dạ xin lỗi quý xin lỗi quý vị. Thôi mình làm lại cái đó nháp chút xíu nha. Dạ, dạ, dạ nói dạ, em là dạ. Đi tiếp hay dừng lại nha. Dạ. Rồi cái em mới quyết định dạ, nha. Dạ, dạ. Để có gì làm chương trình truyền hình mà nó phải vậy đó. Dạ. Rồi bây giờ như vậy là em như vậy là bạn Mạnh Cường đã vượt qua câu thứ tư của chương trình với giải thưởng là 5 triệu đồng và bạn đã hết quyền trợ giúp. Vậy thì bây giờ Mạnh Cường có tiếp tục đi tiếp hay là dừng lại? Dạ thôi em tới đây chơi vậy là vui rồi. Ừ. Em xin phép dừng lại. Dạ. Nhưng mà mình không thấy vui lắm. Nhưng mà vẫn phải trao giải đúng không bà con? Rồi xin mời bạn nhất. Rồi đây. Rồi xin chúc mừng bạn Mạnh Cường đến từ Bà Rịa Vũng Tàu. À, giải thưởng 5 triệu đồng. Rồi. Cảm ơn tất cả mọi người khán giả nha. Rồi. Rồi xin cảm ơn Mạnh Cường. Rồi cảm ơn em rất nhiều. Rồi em bước ra kia là ban tổ chức trao tặng trao tiền cho em luôn. Xong. Ủa chứ không phải lên cái bảng không á.